Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, con tên là Trần Bảo Hân, học sinh lớp 1E trường Đại học Hạ Phú. Hôm nay chúng con đọc hoa theo chủ đề ngày Tết quê em. Đây là nặng hoa của lớp chúng con, những bông hoa vàng để chơi cho ngôi sao năm cánh trên lá cờ tổ quốc. Những bông hoa đỏ tượng trưng cho hình chuẩn trái tim con người Việt Nam. Những bông hoàng phấn tượng trưng cho học sinh như chúng con, tương lai của đất nước, cùng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Hoa lan thể hiện một sự thanh cao, sang trọng, lịch sự. Cả nắng hoa này thể hiện một đất nước Việt Nam rực rỡ sắc màu, ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng. Cuối cùng, con xin chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Con xin chân thành cảm ơn.